Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021, bây giờ là khoảng gần 12 giờ trưa tại Cali. Thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin lại tiếp tục có cái sự hồi phục. Và chúng ta thấy là trong vòng 24 giờ qua cũng đã có cái, cái sự đột phá Các bạn thấy được là giá cũng đã trở về Và trên 50.000 đô lúc mà làm video là khoảng 50.470 Thì chúng ta thấy được là nếu chúng ta kéo dài cái đường này ra thì cái đợt điều chỉnh này đó Chúng ta đang ở cái ngày là ngày 14 có nghĩa là chúng ta đã điều chỉnh trong vòng 2 tuần rồi Từ cái mức mà giá Bitcoin là từ 58.000 xuống tới mức thấp là còn khoảng chừng 43.000 xuống 26% như nhiều bạn đã biết hai tuần thì so với được điều chỉnh của cái đợt của tháng 1 đó là 31 ngày thì các bạn thấy là chúng ta có thể điều chỉnh thêm hai tuần nữa nếu như mà chúng ta điều chỉnh tương tự như là hồi tháng 1 và các bạn thấy được giá cả đó thì có sự tăng trưởng và chúng ta cũng có một số thông tin rất là nổi bật trong vòng 24 giờ qua và thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay mà trước hết thường muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và chúng ta nhìn vào tài liệu trên con đi thì các bạn thấy được là những cái đồng nào mà có cái hình sao kế bên đó là những đồng mà thường đang lưu trữ hiện bây giờ thì chúng ta thấy được đó là những đồng lớn đi trong vòng 24 giờ qua thì Bitcoin tăng 3,9% Ethereum tăng 2% cả hai Bitcoin và Ethereum đều có thông tin lớn thường muốn chia sẻ với các bạn và thông tin liên quan tới Bitcoin thực ra là ảnh hưởng đến cả thị trường này chúng ta nhìn vào Tether đi Tether thì đương nhiên là một đô la chúng ta không nói tới Binance Coin thì tăng 3,6% Cardano tăng 1,6% Polkadot tăng 1,7% XRP thì hầu như đi hàng ngang, Uniswap thì mình thấy là có sự đột phá đã đi vào top 10, bây giờ đứng hạng thứ 8 với cái số tiền trị giá là 31 đô 24 cent cho đồng Uniswap. Các bạn thấy được là chúng ta bắt đầu theo dõi Uniswap đó là các bạn có nên nhớ là hồi tháng 9 khi mà thường mua đó giá chỉ có là 3 đồng 80 cent mà thôi và trong phạm vi vài tháng giá đã tăng lên lên tới 31 đô không gì là không thể trong thị trường này. Đồng Litecoin thì các bạn thấy được bây giờ mức là 186 đô tăng 2,7%. trăm. Chúng tôi cũng nên nói về đồng Litecoin trong dòng vài video qua. Đây là một đồng mà thường cảm thấy bây giờ có một số những tổ chức đầu tư cũng đang quan tâm đến và các bạn thấy được đã có sự thu mua rất lớn liên quan tới đồng Litecoin hiện bây giờ. Các bạn thấy ra Chainlink thì không có sự tăng trưởng trong vòng 24 giờ qua và chúng ta nhìn chung đó thì chúng ta thấy được là Bitcoin đó thì vẫn dưới là 1 nghìn tỷ, rất gần 943 tỷ thời điểm hiện bây giờ nhưng mà tổng cái số tiền ở trên thị trường này bây giờ tổng số vốn hóa đã lên tới 1,5 nghìn tỷ rồi với Bitcoin chiếm cái phần trăm của thị trường là gần như 60%. 59,4 và premium là 11,9%. Chúng ta nói tới thì trong dòng 24 giờ qua thì các bạn sẽ thấy được là có một số những đồng tăng trưởng mạnh trong dòng cái top 100 này các bạn thấy được là Ocean Protocol thì tăng 23,1%, Engine Coin tăng 19,5%, Reserve Right Token tăng 18% và Uniswap tăng 10,5%. Đối với những đồng nào mà xuống mạnh trong vòng 24 giờ qua thì hầu như không có đồng nào xuống mạnh hết các bạn thấy được là trong vòng một tháng 100 này thì những đồng mà xuống như là Terra hay là ZK Swap hay là Airweave chỉ xuống chỉ có là 6%, 5% mà thôi coi như là không đáng kể. Nhưng mà có một cái mảng mà bây giờ đang rất nóng thì bây giờ thường sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin đó chính là cái mảng không phải là DeFi đó chính là NFT thì khi mà các bạn bấm vào NFT ở trên CoinGecko đó các bạn vào trong coingecko.com bấm vào NFT thì các bạn sẽ thấy được đó là những đồng mà thuộc cái mảng gọi là non fungible token có nghĩa là những cái token đó mà mỗi token đều khác nhau nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi thuận capital trên mạng xã hội đó các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là telegram channel facebook twitter vân vân đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách là bấm vào cái link bên dưới và theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất và các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital. Nhưng mà nào mà xem cái chương trình youtube này các bạn có thể là nhận được những cái ưu đãi trong đó bao gồm như là các bạn có thể nhận bonus khi mà đăng ký thông báo liên của thuận capital hay là các bạn được giảm phí giao dịch khi mà đăng ký thông báo liên của thuận capital. cho Những cái dịch vụ mà có tên tuổi như là sàn binance, sàn binance us, sàn bybit, sàn coinbase, sàn lmt một sàn mà có copy Trade, là một sàn margin và các bạn cũng có thể là tham gia vào những cái ứng dụng như là ứng dụng BlockFi để là cái ứng dụng mà các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số vào để nhận lại hàng tháng hay là ứng dụng CryptoCoin đây là một cái trang web hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain thì những bạn nào có hứng thú thì cứ bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm và ở phần cuối cái video này tôi sẽ dành một ít thời gian để mà chia sẻ thêm thông tin với các bạn thường cũng đã chia sẻ trong những video trước đây đó là các bạn thì được là thường thì chúng ta nói tới những cái token những cái đồng đó thì đồng này với đồng kia đều giống nhau có nghĩa là các bạn có một đồng bitcoin còn người kia có một đồng bitcoin thì đương nhiên hai đồng bitcoin này đều giống nhau kết cấu giống nhau công nghệ cũng giống nhau tất cả đều giống nhau hết giá cả trên thị trường cũng giống nhau hay là tây cũng vậy và các bạn thấy được là điều mà khác biệt giữa NFT nghĩa là non fungible token đó, với là những token thông thường đó chính là mỗi token đều khác nhau kết cấu khác nhau công nghệ cũng có thể là khác nhau và các bạn có thể thấy được là giá cả trên thị trường đều khác nhau có nghĩa là nó một cách đơn giản NFT đó là một loại token nghĩa là token sưu tầm để thường chia sẻ thêm để các bạn hiểu là một lát nữa nhưng mà chúng ta nhìn vào thị trường NFT đi thì các bạn thấy được là tuy là những cái đồng trong top 100 đó thì không có nhiều đồng di chuyển mạnh nhưng mà các bạn thấy được rất rõ ràng trong thị trường NFT này các bạn thấy được là trong thời gian 24 giờ qua có những đồng tăng trưởng rất là mạnh như là các bạn thấy được là những đồng mà như là Engine Coin tăng 19%, các bạn thấy những đồng mà nhiều bạn quan thuộc hơn như là Chilis tăng 12,2% rất nhiều. Những đồng NFT trong vòng 7 ngày qua các bạn thấy được là đà mưa làm gió trong vòng 7 ngày qua, các bạn thấy có những đồng như là Non Fungible Yield tăng tới 4.737% trong vòng 7 ngày qua. Các bạn thấy là Waifu Token tăng 700%. Các bạn thấy là những đồng như là chúng ta nhìn vào đồng Chilis đi đã tăng 140% trong vòng 7 ngày qua. Có rất nhiều những cái đồng NFT đã có sự tăng trưởng rất là mạnh. Và tại sao? Tại bây giờ có một cái cơn sốt liên quan tới những cái đồng sưu tầm này. Và những đồng sưu tầm này là như thế nào? Tại sao nó lại có giá trị? Chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa. Nhưng mà những mà nào mà có thú đó, giống như các bạn muốn, giống như là chúng ta thấy là đồng Chilis đi nếu các bạn muốn mua thì các bạn hãy bấm vào đồng Chilis Sau đó các bạn sẽ thấy là ở bên dưới này đã có một cái mục gọi là market cái bạn bấm vào market thì các bạn thấy được là những sàn nào cho giao dịch các bạn thấy là những sàn cho giao dịch bây giờ đã sàn lớn là sàn uh, binance bitcoin.com hitbtc đều có thể giao dịch đồng này và các bạn cũng thể làm cái điều tương tự với những cái đồng khác nếu các bạn thích một đồng nào đó mà các bạn muốn mua thì các bạn phải bấm vào cái đồng đó ở trên coinjacker các bạn có thể là bấm vào market thì bên dưới sẽ để là những sàn nào cho giao dịch và các bạn thấy là những bạn nào mà muốn hỗ trợ Thuân Capital thì có thể là sử dụng cái link Ở bên dưới video này sẽ có một cái link liên quan đến sang giao dịch Các bạn có thể là sign up để mà hưởng một số những cái lợi ích cũng như là giúp đỡ channel này Đó là những cái link before Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình chung của OnChain đi Các bạn thấy được là Chúng ta nhìn vào chỉ số MPI ngay chỉ số thời đào bán đó thì chúng ta thấy được là chỉ số này mà trên con số 2 thì đương nhiên là thời đào đang bán mạnh và các bạn đã thấy được là cái ngày có nghĩa là cái ngày này là cái ngày 6 tháng 3 thì các bạn thấy được là ngày 6 tháng 3 chỉ số này là cái chỉ số âm có nghĩa là các bạn thấy được là thời đào hầu như nó ngưng bán trong thời gian là từ ngày 4 tây, ngày 5 tây, ngày 6 tây 3 ngày qua thì chỉ số này đi xuống rất là nhanh và dưới con số 2 có nghĩa là bây giờ đó lực bán từ thời đào hầu như nó không còn nữa có thể là thời đào nghĩ là thị trường bây giờ đó là giá cả lực mua không mạnh cho nên không muốn bán hay là họ nghĩ là giá sẽ tăng mạnh hơn sau này cho nên họ muốn giữ lại để mà bán hay là đơn giản là tại vì họ đã bán hết rồi cho nên bây giờ họ không cần phải bán nữa tại vì họ không còn đồng để bán hay là họ đã bán đủ để cho duy trì hoạt động trong vòng vài tháng tới đây đây là những cách suy nghĩ nhưng mà dù sao nữa sự thật là bây giờ đó lực bán từ thời đầu đã giảm xuống đây coi như là một lực bán mà chúng ta đã đối đầu với trong vòng nhiều tuần qua chúng ta bây giờ nhìn vào tài liệu liên quan tới là bitcoin trên những cái sàn giao dịch đi thì các bạn thấy được là mặc dù là giá cả đi lên rất là nhanh từ cái mức mà các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này đi xuống rất nhanh có nghĩa là bitcoin rời khỏi sàn rất là nhiều và đây là một cái dấu hiệu rất là tốt khi mà chúng ta thấy được là đường màu đỏ này đi xuống nhanh từ tháng 3 năm ngoái tới bây giờ đơn nghĩa là càng ngày càng nhiều Bitcoin rời khỏi sàn. Đây là dấu hiệu của những người đầu tư lâu dài. Tại vì các bạn thấy được những nhà đầu tư lớn, những người đầu tư lâu dài đó khi mà hô Bitcoin xong, họ sẽ không tin tưởng sàn tại vì họ có số lượng quá lớn. Họ sẽ lấy Bitcoin đó rời khỏi sàn đi vào những cái ví cá nhân, những ví chứa lạnh để mà lưu trữ lâu dài. Và đây là những người mà sẽ lưu trữ trong cái thời gian dài hạn chứ không phải là họ đợi lên 10% 20%, 5% họ lại bán, họ sẽ lưu trữ lâu dài hơn. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái tình trạng đường màu đỏ này đi xuống nhanh trong cái thời gian một năm qua là cái dấu hiệu có rất nhiều những cái nhà đầu tư lớn đã thu một Bitcoin và đem Bitcoin ra khỏi sàn và lưu trữ lâu dài. Và đương nhiên các bạn thấy được là giá cả sẽ có sự tăng trưởng sau đó thường thì sẽ không xảy ra ngay lập tức cho nên khi các bạn nhìn những thông tin này đó các bạn cần phải có một cái tính nhẫn nại tại vì cái điều là không phải là ngay lập tức sẽ có hiệu quả liền cái gì cũng gì hết chúng ta cũng cần phải có thời gian để cho cái hiện tượng này à, trở thành một cái điều gì đó phản ảnh trong cái giá cả các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái đường màu đỏ này đi xuống thì khoảng chừng là một hai tháng sau giá thì mới có sự phản ứng tại vì đương nhiên cái nguồn cầu mất đi mà nguồn cung cũng vậy hạ tăng lên sẽ dẫn đến là giá cả tăng lên và điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà chúng ta thấy giá cả tăng mạnh từ 10.000 lên tới 58.000 đó đường zoom vào các bạn sẽ thấy rõ hơn thì khi mà đường màu đen này tăng trưởng mạnh đó các bạn thấy được rất rõ ràng đã không có những nhà đầu tư lớn đem những Bitcoin ngược trở về sàn Cho nên các bạn thấy được cái đường màu đỏ này đi xuống và cứ đi hàng ngang trong khoảng thời gian Là giá đi từ cái mức là 33.000 lên thẳng tới 58.000 Và điều chỉnh tới cái mức hiện bây giờ thì vẫn không có thêm nhiều Bitcoin trên sàn Bitcoin vẫn nằm yên một chỗ Có nghĩa là những nhà đầu tư lớn đó, họ đã lấy Bitcoin ra khỏi sàn nhưng mà lại không đem ngược trở về Đây là điều mà chúng ta đã chứng kiến ở thời điểm hiện bây giờ Giống như chúng ta nhìn vào những tài liệu này đó cho tôi muốn nói thêm một chút về cái tình hình liên quan tới là các bạn cần phải có một cái sự nhẫn nại trong bất cứ một lĩnh vực đầu tư nào. Tại vì khi mà chúng ta chia sẻ, các bạn nhớ là khi mà chúng ta chia sẻ cái thời điểm mà Bitcoin halving hồi tháng 5 của năm 2020 thì chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều những thông tin là dựa theo lịch sử đó ha bình xong thì khoảng chừng là 6 đến 8 tháng sau là giá cả sau có cái, cái phản ứng tốt tại vì mỗi lần Bitcoin coi bình mà 4 năm đó thì trung bình vào 4 năm thì cái số lượng bịch khoai đời một lóc sẽ bị giảm đi phân nửa thì chúng ta thấy được khi mà điều đó xảy ra đó sẽ dẫn đến là cái nguồn cung sẽ giảm đi hàng ngày nhưng mà sẽ không có cái hiệu quả ngay lập tức cho nên khi mà hoa bình xong đó thì vài ngày sau lại có bạn hỏi thường là tại sao bịch khoai hai bình tháng 5 rồi mà giá vẫn chưa có lên ai cũng nói là giá sẽ tăng mạnh sau khi hoa bình nhưng mà giá không những không lên mà nhiều khi còn đi xuống nữa nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta nhìn lại vào tháng 5 thì giá không tăng trưởng mạnh là khoảng chừng là 6 tháng sau đó nghĩa là tháng 11 thì giá cả đã có cái sự tăng trưởng mạnh chứ không phải là ngay lập tức thì lúc nào cũng sẽ có một cái khoảng thời gian mà cần thiết để cho cái sự kiện xảy ra và sự ảnh hưởng giá cả như thế nào các bạn cần phải có một cái sự nhẫn nại để có thể thấy được cái sự ảnh hưởng đó